Xin chào mọi người, chào mừng cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bốn Bánh Kinh Môn. Và bên em thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán hay là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888 để em tư vấn hỗ trợ, cũng như là lịch xem xe và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và bên em thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Nếu mà cô bác anh chị nào ở mọi vùng miền của Tổ quốc mà ở xa không có điều kiện trực tiếp để đến xem xe mà ưng xe thì vui lòng liên hệ em, cọc trước cho em 30 triệu đồng em sẽ gửi xe vào trong cho mọi người nhé. Và ngày hôm nay thì em tiếp tục lên sóng báo giá những mẫu sedan đến từ chất lượng của Nhật Bản. Form sedan thuộc phân khúc hạng B+. Cả 3 chiếc đều được sản xuất năm 2014 và 2015, đều cùng đến từ hãng Nissan Sunny của Nhật Bản. Đó, rất là bền bỉ mà con nhá. Mà bên em là vừa mới nhập 3 chiếc xe này về cửa hàng thôi. Đó, nên là cô bác anh chị mà đúng chân chiếc xe nào thì vui lòng liên hệ em nhé. Hôm nay em lên sóng báo giá để cho mọi người tham khảo xe cũng như tham khảo trên giá cả nữa đó, để chúng ta có thể lựa chọn xe được một chiếc xe ưng ý cũng như với giá thành rất là hợp lý. Đây, cả 3 chiếc đây. Sơn xi thân vỏ rất là đẹp luôn nhé. Một chiếc mang biển 36 này là màu đen này, còn một chiếc mang biển 37A kia là màu xanh ô liu, và một chiếc mang biển 30E là màu xám lông chuột nhé. Đó, sơn xi cả 3 chiếc còn rất là đẹp luôn, thân vỏ sơn xi còn cực kỳ là đẹp luôn nhé, rất là long lanh. Đó, và chiếc đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người tham khảo đó là chiếc màu xám lông chuột, sản xuất năm 2015, sở hữu động cơ là 1.5 phiên bản số sàn, mang biển kiểm soát là 30E 20033, biển thành phố thì chúng ta lấy xe về thì chỉ việc đi thôi, rất là tiện lợi. Khám phí em này thì rất là dài, tháng 6 năm 2022 nhé. Tổng thành sơn xi thân vỏ đây còn cực kỳ là long lanh luôn mọi người nhé, cùng đèn pha này. Và trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc đây, dàn nốp khe rãnh này nhé. Các tay nắm đều được bạc chrome này. Một trong những form sedan hạng B với option cao nhất trong những chiếc xe đến cùng phân khúc của nó đến từ các hãng khác. Và độ cách âm cũng như khoảng trống thiết kế nội thất thì rất là rộng rãi, cực kỳ là rộng rãi hơn so với những chiếc xe cùng phân khúc của nó rất là nhiều các bà con nhé. Có nên là dòng Nissan Sunny này thì tương đối là được nhiều người Việt tin dùng lựa chọn, rất là chuộng. Bên em thì gần như là về chiếc nào là hết chiếc đó luôn, và không kể bên em mà nói riêng mà ở các salon khác nói chung cũng vậy nhé. Chiếc xe này thì đầu đài vẫn còn nguyên bản này, phần tablo đấy nhá, xe trang bị hai túi khí an toàn, và phần trần thì đã được bọc 3D màu kem đây, ghế da nội thất màu kem đây, cũng rất là sạch sẽ nhá. Vô lăng 3 chấu, được trang bị hai túi khí an toàn, phanh ABS 4 bánh nhá. Gương kính chỉnh điện, phần nhựa táp ly đây. Xe em cam kết là không có lỗi nhá, không có tai nạn ngập nước. Cột kèo keo chỉ zin hết nhá. Xe không một lỗi nhỏ. Nên là mọi người yên tâm khi sở hữu xe. Đây bà con có thể quan sát phần khoảng trống giữa hai hàng ghế này rất là rộng rãi này. Và điều đặc biệt là xe được thiết kế vùng điều hòa thứ hai rồi. Và điều này riêng ở những chiếc xe cùng phân khúc của nó thì không qua là quá bà con nhé. Chỉ có mỗi dòng Sunny này là được thiết kế vùng điều hòa thôi, thứ hai thôi. Đó, nên là sở hữu option rất là cao. Và với giá thành với chiếc xe này thì bên em đang chờ bán với giá là 245 triệu đồng nhé. Chỉ với 245 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Giá thành cực kỳ là hợp lý thôi, rất là hợp lý. Đó. Và dòng Nissan này thì ưu điểm của em nó là độ tiêu hao nhiên liệu thì rất là thấp luôn. Và riêng chiếc xe này thì là độ tiêu hao nhiên liệu tại đường trường thì là 5 lít rưỡi nhá, hơn 5 lít rưỡi một tí thôi. Còn đường hỗn hợp và đường đô thị thì có thể hơn tùy dân chạy. Nhưng mà riêng đường trường dòng này chỉ tầm 5 lít rưỡi, hơn 5 lít rưỡi thôi. Nên là rất là kinh tế bà con nhá, chạy rất là kinh tế và tiết kiệm nhiên liệu. Đó, chỉ với 245 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu chiếc màu xám lông chuột này nhá, biển thành phố này rồi. Và chiếc tiếp theo nữa là biển 37A60481 này, tổng hành xe là màu xanh ô liu nhá. Chiếc xe này thì được sản xuất năm 2014 và đăng ký là 2015. Tổng thành xe là thân vỏ là màu
xanh ô liu. Khám phí thì đến tháng 7 năm 2021 nhé. Sơn xi thân vỏ thì còn cũng rất là long lanh luôn. Và trang bị theo xe là 4 quả la răng thường đây. Và dàn lốp kè rãnh đây nhé. Các tay nắm đều được mạ chrome này. Về phần nội thất của em nó thì được bác chủ bọc bộ áo ghế màu đen đây. Viền đen, viền chấm chấm bi đỏ đây. Vô lăng cũng thế này. Vô lăng ba chấu này. Xe trang bị màn hình đây. Phần trần thì đã được bọc 3D cũng rất giống màu ghế nhá. Phần táp ly đây. Nhựa táp ly đây rất là sạch sẽ luôn. Xe cam kết là cũng không có lỗi, không có tai nạn gặp nước. Máy số gầm bệ rất là chất luôn. Đây, khoảng trống giữa hai hàng ghế đây mọi người này. Cả ba chiếc thì option đều như nhau. Đều thiết kế option rất là như nhau luôn mọi người nhé. Đây, tâm lý tâm đi rất là đẹp. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 230 triệu nhá. Chỉ với 230 triệu đồng thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Sơn xi form dáng của em nó đây. Form dáng thì nhìn cũng rất là khỏe khoắn, rất là trẻ trung. Và chiếc cuối cùng này em xin giới thiệu cho mọi người tham khảo, đó là chiếc biển 36A58016. Tổng thành xe là màu đen. Và chiếc xe này thì gốc là ở thành phố rồi, nên là cô bác anh chị lấy xe ở hai khu vực thành phố lớn thì lấy xe không lo phải tiền vào tên mất tiền biển thành phố đâu, vì gốc chiếc xe này đã ở thành phố rồi. Cụm đèn pha rất sáng. Khám phí em này thì đến tháng 7 năm 2022 nhé. Rất là dài. Đây, sơn xi ngoại thất của em nó đây. Thân vỏ ngoại thất còn rất là đẹp luôn, rất là long lanh. Và trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc đây. Đa chấu nhìn rất là đẹp luôn nhá. Và dàn lốp ke rãnh rất là dày. Và bác chủ đã được dán thêm bộ đề can đây, nên mọi người không thích cũng chúng ta có thể bóc ra. Và bác chủ cũng rất là chịu chơi. Và ốp viền chrome quanh xe này. Chân quanh chân viền kính đây. Cả tay lắm cũng thế này. Nhìn rất là thẩm mỹ luôn nhá. Và đằng sau thì được bác chủ độ thêm cái cản gió đây. Màn hình cam lùi đầy đủ nhá. Phần sơn xi ngoại thất đây. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 245 triệu nhá. Và chiếc xe này thì được sản xuất năm 2015. Chỉ với 245 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Nội thất thì chiếc xe này thì ghế lỉ là vẫn còn giữ được nguyên bản theo xe. Rất là sạch sẽ mọi người này. Ghế lỉ màu kem nhá, rất là sạch sẽ. Táp lô táp đi cũng thế này. Không có vết chảy xước, vết bẩn gì đâu. Khoảng trống thì rất là rộng rãi. Và trần thì chiếc xe này cũng vẫn còn trần nỉ nguyên bản đây. Đó, chỉ với 245 triệu đồng thôi nhá. Cô bác mà anh chị mà ưng chiếc xe nào thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 nhá, để em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch cho em xe. Xe được lên màn hình Android đây, rất là xịn xò. Hai túi khí an toàn. Nội ngoại thất sạch đẹp. Nói chung là mọi người lấy xe về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Xe không lỗi, không có tai nạn ngập nước. Đó, chỉ với 245 triệu đồng thôi nhá. Đấy, cô bác anh chị mà quan tâm đến mẫu xe nào thì vui lòng liên hệ em nhá. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Mọi người yêu cái kênh thì cho em xin vài giây, bỏ ra vài giây để đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em.